mày thì lớn hơn con nghĩ. Lên luôn. Được hơn con nghĩ nha. Được quá. Ok, lên thôi. Lên. Oh. Rất là lớn nha. Hello, xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã quay lại với kênh Victor Vlog. Hôm nay sau một tuần trời mưa gió nước đục, mình có đi máy lăn trước rồi, nhưng mà nước đục quá không có khác nên hôm nay mình thử đi một mình. Mấy đứa em đã đi làm đó rồi, mình thử đi một mình, mình lên cầu thử, coi cái nước thử ra sao. Nước hôm nay thì rất là đẹp, nước trong xanh rất là đẹp, không biết là có cá không. Hôm nay mình đi câu với màu một con ghẹ bự nha, với một ít tôm sống mình mới mua nữa. Còn kia là dàn 5 cái cần của mình, 3 cần đỡ ngâm và 2 cần mình nhấp. Con ghẹ này thì mình câu cá lớn nha, cá black drum, cá redfish, mấy cá cá lớn. Đây là màu tốt nhất đó. Ok, bây giờ em rải cần thôi. Con cá nha. Con cá mà không biết to không? Ồ, cá rô. Một con cá rô bự bự. Cá đây mình để làm màu câu cá mú nha. Dính rồi. Vô. Nắp rất là nhỏ. Nắp nhỏ nha mọi người. Chưa đủ size rồi. Nên giờ mình thả xuống lại thôi. Dính rồi. Chắc cá nhỏ nữa rồi. Rồi. Cá rất là nhỏ luôn á. Dính một con cá rất là nhỏ luôn. Con này thì yêu cầu mư yên mới được lái nha. Dính rồi nè. Con này thấy nặng á, mà không biết đủ không nha. Con này nặng này. Ồ, này lại là cá rô nữa rồi. Lại là cá rô lớn. Con này khá là lớn nha. Người. Bây giờ tự nhiên gió mạnh quá, gió rất là mạnh luôn. Để mình coi từ cá này thì nó có bao nhiêu yên nha. Ồ, cần kia có cá nha mọi người, lớn kia có cá nha. Con này có cá nữa. Đâu? Ồ, nặng. Nặng lắm nha mọi người. Ồ. Cá mập rồi. Làm sao mình câu câu cua mà cá mập nó cũng ăn. Rồi bây giờ chắc mình dìu trong rồi. Cá mập thì dưới cần này thì chắc mình lên không được. Mình lên thử đi. Cá mập. Ồ, lên luôn. Lên tốt. Ồ. Rút kinh nghiệm lần trước bị mình bị gãy một cần nha, tại vì mình để gác lên trên. Cá mập này mập đầu búa. Ồ, còn quá rẻ rồi. Từ từ tao gỡ cho. Tao gỡ tao thả ra cho. Mới được con cá mập nha mọi người. Cá mập bây giờ mình thả lại thôi. Ơi. Có cá. Không biết bây giờ là con gì đây. What? Đâu rồi? Nó kéo rất là mạnh nha, mà vẫn bị hụt mất nha. Giờ mình
móc lại thôi. Trời ơi, lâu lắm mới kéo một cái mà sao nó vẫn bị hụt. Mình không biết là con gì, mình giờ mình thả lại thôi. Buồn quá trời buồn ơi. Ơi, dính cá nha, dính cá nhỏ nha, lại là cá nhỏ nha. Ok, giờ chắc mình quay điện thoại thôi chứ cái GoPro mình nó, cái GoPro nó hết pin rồi nha mọi người. Nước thì bây giờ nó trong lại rồi. Ok, cần lớn thả mới thả xuống can rồi nha. Ủa, mạnh quá mạnh quá. Cá to cá to. Còn nha mọi người. Con. Ồ, chạy quá. Ồ, to to to. Mấy con gì đây? Ồ, lại cá mập nữa rồi. Cái con này thì lớn hơn con nãy. Mình lên luôn. Con này bự hơn con nãy nha, bự quá. Ok mình lên thôi, lên. Ồ, rất là lớn nha, mệt quá. Một con cá mập khá là lớn nha, rất là lớn. Giờ thả xuống lại thôi. Mệt, kéo nó lên mệt quá. Giờ trời mưa nữa rồi, không có biết, không biết là mưa có lớn không nữa. Rồi, bây giờ mình đỡ cần ra mình đi nhấp cá chim nha, bây giờ cũng hết mồi rồi, trời chuẩn bị mưa lại rồi, chắc mình nhấp tầm 50 phút nữa mình về. Dính rồi, dính luôn rồi, không biết luôn, nhỏ quá dính không biết luôn. Trời ơi, lớn thì nó chảy mà nhỏ là dính không biết, quá là nhỏ nha. Con này thì nhỏ nhất trong bầy luôn rồi. Ừ, đó được không đây, cũng nặng chồ lại nhỏ nữa rồi, sao nó ăn cũng nặng thế. Nhỏ nữa nha, con này thì chắc cũng gần gần đủ chứ chưa đủ. Em này thì mới gần đủ thôi nha mọi người. Đâu, cho tôi một con cá lớn nào. Snapper nhỏ nha. Snapper này nhỏ quá.
tiếp một em snapper nhỏ nữa nha. Snapper nhỏ thì chỉ có việc ném lại với cái biển thôi. Bây giờ mình đi ngâm, có đem theo một cần ngâm á, bây giờ mình đi ngâm tốt. Đây, dính đường em caro rồi, bây giờ mình lấy caro này mình đi ngâm. Câu cả chim đen, chim sọc đen mà sao dính còn dính toàn snapper không, không biết. Mới bắt được mấy con cua càng khổng lồ này. Mấy con cua nhỏ 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 này. Bây giờ mình ngâm thử có con gì không. Cảm ơn cô chú anh chị và bạn đã theo dõi video của em nha. Nếu cô chú anh chị thấy thích thì cho em xin một like, một đăng ký kênh để ủng hộ kênh em phát triển nha. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị và bạn.